Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Nga sẽ kiện Hoa Kỳ vì tịch thu khu đất ngoại giao. Theo Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo vấn đề này khi điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Rex Tillerson vào ngày 5 tháng 9. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, phía Hoa Kỳ yêu cầu phía Nga phải di dời tất cả tài sản và đóng cửa tòa lãnh sự tại San Francisco và các cơ sở ngoại giao ở New York và Washington trong vòng 72 giờ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm, ông Lavrov nói rõ rằng việc tịch thu khu đất ngoại giao của Nga ở Hoa Kỳ là vi phạm các quy tắc quốc tế. Ông Lavrov cũng nhắc lại lời Tổng thống Putin phát biểu trước đó vào cùng ngày, khi đang ở Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS, quyết định tước quyền sử dụng khu đất rõ ràng đã vi phạm quyền của Nga. Hãy xem thử hệ thống pháp luật danh tiếng của Hoa Kỳ có tác dụng thực tiễn đến đâu. Ông Putin phát biểu, phía Nga cho biết sau khi các nhân viên ngoại giao rời đi, những tòa nhà trên đã bị lục soát vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga để ngỏ khả năng khởi kiện tại tòa án nào có khả năng bảo vệ lợi ích của họ nhất. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga. Đến tháng 7, Nga yêu cầu Hoa Kỳ cắt giảm số nhân viên ngoại giao xuống còn bằng với số nhân viên ngoại giao của Nga ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị. Tin từ Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ sẽ không đàm phán với Bắc Hàn. Hãng tin Reuters vào ngày 5 tháng 9 dẫn lời người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders cho hay Hoa Kỳ sẽ tập trung vào các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế cứng rắn sau khi Bắc Hàn tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Ưu tiên của chính phủ là giải được hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng là bảo vệ người dân Hoa Kỳ. Bà Sanders phát biểu tại họp báo, bà tuyên bố rằng đây không phải là lúc mất quá nhiều thời gian tập trung đàm phán với Bắc Hàn, đồng thời yêu cầu Trung Quốc và Nga gia tăng hành động đối phó với Bình Nhưỡng. Mọi lựa chọn đang được đưa ra và chúng ta tiếp tục gây áp lực đến khi đạt được hiệu quả mong muốn, bà phát biểu. Cùng ngày, UPI dẫn lời Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Scott Swepp cho biết đã thỏa thuận với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Sung Jong-moo về việc chuẩn bị kế hoạch đối phó với quân sự thực tế đối với Bình Nhưỡng. Hạm đội Thái Bình Dương hiện đang có 200 tàu, 1.180 máy bay và 140.000 thủy thủ. Ông Swepp cho rằng Hải quân Hoa Kỳ đang có kế hoạch đưa các khí tài chiến lược, trong đó có nhóm tàu tác chiến hàng không mẫu hạm, đến bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Nam Hàn đã bày tỏ vui mừng về kế hoạch này và đề nghị ông Swepp nên đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Hoa Kỳ, Anh, Australia thảo luận về vấn đề thử hạt nhân của Bắc Hàn. Theo hãng AP đưa tin vào ngày 16, vào ngày 6 tháng 9, Tòa Bạch Ốc đã công bố chi tiết những cuộc thảo luận trước đó một ngày của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Thủ tướng Anh May và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull về vụ thử hạt nhân mới nhất của Bắc Hàn. Với bà May thì nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhấn mạnh giờ không phải là thời điểm để đàm phán với Bắc Hàn và tất cả lựa chọn vẫn để ngỏ để bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục phối hợp trong việc gia tăng sức ép ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Hàn. Trong khi đó, ông Trump và ông Turnbull đã khẳng định rằng hai nước sẽ không tăng cường những nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắc lại cam kết của ông là sử dụng mọi khả năng quân sự và ngoại giao để bảo vệ đất nước, những vùng lãnh thổ và những đồng minh của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Trump cũng sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thưa quý vị. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông James Mattis dùng quân sự để đối phó với Bắc Hàn. Theo hãng tin Yonhap đưa tin, vào ngày 6 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông James Mattis khẳng định với người đồng cấp Nam Hàn là ông Song Jong-moo rằng bất kể mối đe dọa nào do Bắc Hàn gây ra đối với các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ phải vấp phải sự trả đũa quân sự với quy mô lớn và hiệu quả và áp đảo. Trong một thông báo, người phát ngôn ngũ giác đài Dana White cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã quả quyết rằng nước này vẫn duy trì cam kết chắc chắn đối với việc phòng thủ của Nam Hàn. Ông Mattis một lần nữa nhấn mạnh, bất kể mối đe dọa nào nhằm vào Hoa Kỳ, lãnh thổ của nước Hoa Kỳ hay đồng minh của Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với sự trả đũa quân sự với quy mô lớn, hiệu quả và áp đảo. Tuyên bố của người đứng đầu ngũ giác đài được đưa ra sau khi cuộc điện đàm với người đồng cấp Nam Hàn về vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bắc Hàn. Hai bên cũng đã thảo luận cách thức cải thiện quan hệ quốc phòng song phương, ba bên và khu vực đối với hòa bình và ổn định của Đông Bắc Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một nghị sĩ Hoa Kỳ đề nghị gia tăng sức ép buộc Trung Quốc dỡ bỏ rào cản về quyền sở hữu. Một nhóm 16 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ
đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đối với Trung Quốc nhằm dỡ bỏ rào cản về quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, vốn gây trở ngại cho các công ty tài chính Hoa Kỳ hoạt động tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong thư đề ngày 5 tháng 9, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa hối thúc trong cuộc đối thoại kinh tế toàn diện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cần một cam kết từ Bắc Kinh, theo đó cho phép các công ty tài chính Hoa Kỳ hoạt động tại Trung Quốc sở hữu 100% cổ phần, không phải liên danh với doanh nghiệp địa phương. Đối thoại kinh tế toàn diện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là diễn đàn được Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý thành lập hồi tháng 4 vừa qua, nhằm thảo luận các vấn đề kinh tế cấp bách giữa hai nước. Các thượng nghị sĩ cho rằng những quy định bắt buộc liên doanh, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ phần lớn cổ phần, là rào cản các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc. Các quy định cũng gây thiệt hại cho các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong các lĩnh vực khác như là sản xuất, vốn dựa vào quy mô, mục đích và chuyên ngành của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính Hoa Kỳ để cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc, thưa quý vị. Tổng thống Iran nói rằng Bắc Hàn thử vũ khí hạt nhân vì bị Hoa Kỳ đe dọa. Theo AFP đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng những lời đe dọa của Hoa Kỳ đã buộc Bắc Hàn tiến hành hành động thử vũ khí hạt nhân và cho rằng hành động của Hoa Kỳ là một trò chơi nguy hiểm cho toàn thế giới. Trong bài phát biểu trước các thành viên của nội các được phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông Rouhani giải thích lý do Bắc Hàn lựa chọn con đường hôm nay khiến người dân Đông Á lo lắng là bởi những lời đe dọa chống lại sự tồn vong của Bắc Hàn. Ai có thể đùa cợt xung quanh vấn đề vũ khí nguyên tử khi một nước sở hữu vũ khí nguyên tử? Việc đe dọa họ trở thành một trò chơi nguy hiểm cho toàn thế giới. Tổng thống Rouhani phát biểu, chúng tôi tin rằng vấn đề này cần được giải quyết thông qua đàm phán và đối thoại. Bắc Hàn tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 cuối tuần vừa qua, với tuyên bố đó là bom nhiệt hạch có thể được gắn trên tên lửa. Động thái này khiến Hoa Kỳ cáo buộc quốc gia cô lập này cầu xin chiến tranh. Phản ứng trước tuyên bố này của Hoa Kỳ, Tổng thống Iran Rouhani cho rằng các quan chức Hoa Kỳ cần tránh những tuyên bố gây khiêu khích và đe dọa Bắc Hàn. Nam Hàn và Nhật Bản cam kết hợp tác với Hoa Kỳ đối phó Bắc Hàn. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nam Hàn thông báo, Bộ trưởng Song Yong-mu và người đồng cấp Itsunori Onodera vào ngày 6 tháng 9 đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác song phương nhằm đối phó với Bắc Hàn. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng này còn chia sẻ quan điểm rằng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào hôm 3 tháng 9 của Bắc Hàn đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là một thách thức nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, hai bên cũng đồng thuận cho rằng các hành động khiêu khích liều lĩnh của Bắc Hàn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bị cô lập của nước này. Hai bên cam kết hợp tác với Hoa Kỳ để thực hiện ngay lập tức và đầy đủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc như là một cách đáp trả các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn, thưa quý vị. Tiêm kích F-16 rơi ở tiểu bang Arizona. Tờ East Arizona Courier vào ngày 6 tháng 9 đưa tin, một máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm F-16 Fighter Falcon của Không quân Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ rơi tại tiểu bang Arizona khiến một phi công thiệt mạng. Tất cả những gì tôi có thể nói là đã có một vụ rơi máy bay, dường như là tiêm kích của Không quân. Chúng tôi đang chờ đợi bộ phận điều tra từ căn cứ Không quân Davis Mountain ở Tucson để kết luận. Cảnh sát trưởng của hạt Graham B.J. Alred xác nhận, theo thông báo của Không đoàn 162 thuộc Không quân Vệ binh Quốc gia bang Arizona, tiêm kích F-16 Fighter Falcon bị rơi vào khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 9 giờ địa phương. Tai nạn xảy ra ở gần đường Black Rock ở thành phố Safford, gần thủ phủ Phoenix ở tiểu bang Arizona, hơn 260 km về phía đông nam. Ông Ares xác nhận, phi công đã thiệt mạng và không có người nào khác bị thương trong vụ tai nạn. Không đoàn 162 chưa tiết lộ danh tính phi công này và cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đơn vị này đóng cửa tại sân bay quốc tế Tucson với nhiệm vụ huấn luyện phi công F-16 cho Không quân Vệ binh Quốc gia. Không quân Hoa Kỳ đã cử đội đến điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thượng nghị sĩ John McCain thuộc tiểu bang Arizona viết trên Twitter rằng ông đang theo dõi sát sao vụ việc giữa các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ diễn ra. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.